Xin kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình tối nay thứ tư ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 3 năm 2023 các đơn vị khu vực vụ địa bàn 1. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 6. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp. Ngày phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương điển hình hội viên phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023 thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Trong phần tin thế giới, Jordan hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas do vụ tấn công tên lửa vào một bệnh viện ở giải Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Sáng nay tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 3 năm 2023 các đơn vị khu vực vụ địa bàn 1 theo dõi. Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu, đại diện 24 tổ chức đảng thuộc vụ địa bàn 1 theo dõi, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong quý 3, công tác kiểm tra giám sát ở các đơn vị trong khu vực bảo đảm theo chương trình kế hoạch, chất lượng, hiệu lực hiệu quả được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các tỉnh ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trong địa bàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu lực hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nâng cao ý thức của cán bộ đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo sớm ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội nghị giao ban là cơ hội để Tuyên Quang và các tỉnh, các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội nghị đã nghe quán triệt một số văn bản mới ban hành, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số tồn tại hạn chế, bàn giải pháp tổ chức tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao. Tập trung làm tốt việc xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh tồn đọng kéo dài đối với đảng viên và tổ chức đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra giám sát, thanh tra, giám sát thường xuyên kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại các thông báo kết luận đã ban hành. Thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra đảng thực sự có chất lượng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành điều lệ đảng,
nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm, kịp thời kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Trong quý 4, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ tỉnh ủy, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Hôm nay, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Tuyên Quang và khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cùng tham gia dâng hương có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác, trong những năm qua, ngành kiểm tra Đảng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đã dâng hương tại lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ cuối tháng 5 đến tháng 8 năm 1945, bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đoàn đã tới dâng hương tại đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Đại hội quyết định thông qua tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định quốc kỳ, quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Dâng hương tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Sáng nay, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, huyện, thành phố. Các đại biểu tham gia cuộc họp cơ bản nhất trí với nội dung sự cần thiết ban hành dự thảo nghị quyết phê duyệt danh sách các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự thảo nghị quyết gồm 3 điều. Danh sách các đối tượng thụ hưởng được xác định dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí địa bàn thụ hưởng, tiêu chí dân số và tiêu chí hộ nghèo. Theo đó dự kiến sẽ có 6 thôn thuộc danh sách đầu tư là Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Nà Luông, Khuổi Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, Đồng Phạ, Tân Minh, xã Kiến Thiết và thôn Đồng Cướm, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn. Để nghị quyết ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy tối đa hiệu quả, các đại biểu cũng yêu cầu làm rõ thêm tiêu chí lựa chọn các thôn đưa vào dự thảo nghị quyết, kế hoạch, khả năng giải ngân kinh phí đã được phân bổ. Dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương. Tỉnh Tuyên Quang bổ sung danh mục và kế hoạch vốn 5 dự án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022,
bổ sung tăng kế hoạch vốn dự án kè chống sạt lở suối Nậm Trang, bảo vệ khu hành chính huyện Lâm Bình và bổ sung danh mục và kế hoạch vốn dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm sạt lở, sụt lún đất, thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, Na Hàng. Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí về chủ trương điều chỉnh bổ sung, đề nghị cơ quan soạn thảo ra soát lại số liệu để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến đại biểu tham gia tại cuộc họp được cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh, tham mưu Ủy ban dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chiều nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, địa phận tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thành phố. Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77 km. Bắt đầu từ nút giao đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với quốc lộ 2D thuộc địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn và điểm cuối tại km 77. Quy mô xây dựng trong giai đoạn 1 là 2 làn xe, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư dự án. Với tinh thần khẩn trương, đến nay đã lựa chọn nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình. Các phần việc, điều kiện chuẩn bị cho khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khởi công. Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và các hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động trước, trong và sau khi diễn ra chương trình. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao các sở ngành, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai kế hoạch chuẩn bị cho lễ khởi công. Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, giảm nghèo bền vững cho hai tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang và các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh với vai trò chịu trách nhiệm chính, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đơn vị liên quan cần chủ động bám sát nội dung kế hoạch đề ra, tiếp tục rà soát công việc, chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công dự án. Các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân. Dự kiến lễ khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2023. Chiều nay, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một cuộc vận động lớn toàn dân toàn diện, gồm 5 nội dung, 7 phong trào lớn, năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Việc triển khai thực hiện phong trào này trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt các chỉ tiêu đề ra. Các cấp, các ngành từ tỉnh để cơ sở luôn xác định và coi việc thực hiện nội dung phong trào là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đưa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào đã góp phần gắn kết nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác giải hòa tại cơ sở. Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Trung ương, của tỉnh và 5 nội dung, 7 phong trào đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện và phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát triển phong trào này có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trước đó, vào sáng nay, tại huyện Hàm Yên, đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế tại trang trại Thanh Long ở thôn 1 Minh Phú và khu dân cư xóm Gò Đá, thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, làm việc với huyện Hàm Yên về kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế mô hình check-in Tuyên Quang.
Cuộc thi thiết kế mô hình check-in Tuyên Quang được phát động từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023. 9 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Các ý tưởng mô hình có chiều sâu, bám sát chủ đề, thể hiện tâm huyết, sự sáng tạo, tính nghệ thuật và tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa, cảnh quan du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè và du khách. Nhiều mô hình đạt được những yêu cầu về thiết kế mô hình du lịch như biểu tượng, thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn tượng, dễ thực hiện thi công bằng những nguyên vật liệu sẵn có và chịu được tác động của thời tiết. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo của tổ chức đoàn, hoạt động của đoàn thanh niên trong tham gia phát triển du lịch của địa phương, góp phần phát huy tiềm năng, xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ban tổ chức đã trao các giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cập nhật về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương đơn vị trong toàn tỉnh theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tính đến hết ngày 17 tháng 10. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh 2.505 tỷ 400 triệu trên 6.954 tỷ 567 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch, giá trị giải ngân tăng thêm 5 tỷ 249 triệu đồng. Có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. 1. Sở Giao thông Vận tải 48,9%. 2. Công an tỉnh 49,8%. 3. Sở Y tế 42,6%. 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 37,8%. 5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn 31,1%. 6. Sở Thông tin và Truyền thông 25,8%. 7. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp 21,9%. 8. Sở Tài chính 21,3%. 9. Sở Xây dựng 4,9%. 10. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang 1%. 11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 0,8%. 12. Huyện Sơn Dương 49,3%. 13. Huyện Lâm Bình 36,3%. 14. Huyện Yên Sơn 27,8%. 15. Thành phố Tuyên Quang 24,1%. 16. Huyện Hàm Yên 10,6%. Trong ngày có 8 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với ngày 16 tháng 10 năm 2023. 1. Sở Xây dựng giá trị giải ngân tăng thêm 299 triệu đồng. 2. Sở Giao thông Vận tải giá trị giải ngân tăng thêm 188 triệu đồng. 3. Huyện Na Hàng giá trị giải ngân tăng thêm 3 tỷ 520 triệu đồng. 4. Huyện Hàm Yên giá trị giải ngân tăng thêm 400 triệu đồng. 5. Huyện Chiêm Hóa giá trị giải ngân tăng thêm 376 triệu đồng. 6. Huyện Yên Sơn giá trị giải ngân tăng thêm 331 triệu đồng. 7. Huyện Sơn Dương giá trị giải ngân tăng thêm 77 triệu đồng. 8. Huyện Lâm Bình giá trị giải ngân tăng thêm 56 triệu đồng. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngày phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương điển hình hội viên phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023 thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Sau 2 năm triển khai đề án xóa nhà ở tạm rột nát cho hộ nghèo, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành làm mới 226 nhà, sửa chữa 52 nhà cho hộ nghèo. Trong quý 3, cả nước ghi nhận hơn 250 dự án nhà ở đang mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ trung và cao cấp tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý. Phân khúc căn hộ bình dân còn khan hiếm, chỉ xuất hiện số lượng ít tại một số tỉnh, thành phố cấp 2, 3. Trong quý 3, lượng tiêu thụ đạt gần 5.800 giao dịch, gấp 1,5 lần so với quý trước. Trong đó, gần 90% lượng giao dịch là căn hộ chung cư ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Các chuyên gia đánh giá, lượng giao dịch phục hồi nhờ sự thẩm thấu dần của hàng loạt các động thái hỗ trợ quyết liệt của chính phủ và một phần dòng tiền quay trở lại do lãi suất giảm. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo mở rộng chế độ thai sản cho phụ nữ Việt Nam do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh, trong đó tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội ở phụ nữ khoảng trên 31% năm 2019 và có xu hướng ngừng tham gia bảo hiểm xã hội diễn ra nhanh hơn nam giới. Đặc biệt, năm 2021,
Việt Nam có khoảng 14,8 triệu lao động nữ làm việc phi chính thức, chiếm 65% tổng số lao động nữ. Điều này khiến họ không được tiếp cận với bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thai sản. Một trong những điểm mới tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội lần này sẽ đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều này nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách, thu hút người dân tham gia, đặc biệt mở rộng quyền lợi cho nhóm lao động nữ. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn đồng hành tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao trình độ kiến thức về khởi nghiệp, giúp phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa các mô hình kinh doanh để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các hoạt động trong Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương điển hình hội viên phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023 đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Những nông sản và sản phẩm OCOP do hội viên phụ nữ sản xuất được trưng bày, giới thiệu ở các gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố. Đây là dịp để quảng bá, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, cũng như trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy cao nhất tiềm năng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Chúng tôi mang đến những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện Lâm Bình. Mong muốn của chúng tôi là quảng bá đến các chị em phụ nữ về những sản phẩm đặc trưng mà chị em phụ nữ ở Lâm Bình làm ra. Đối với gian hàng của huyện Chiêm Hóa thì cũng mong muốn là sẽ kết nối các sản phẩm này đến với các huyện trong toàn tỉnh và đến với người tiêu dùng để biết đến các sản phẩm đặc sản của huyện Chiêm Hóa trong thời gian tới. Đây là năm thứ 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp nhằm đánh giá ghi nhận những kết quả thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Là dịp để hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và liên kết khởi nghiệp, kết nối giới thiệu các ứng dụng khoa học và công nghệ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn đồng hành cùng chị em trong các hoạt động khởi nghiệp, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ doanh nhân nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua chúng tôi tập trung vào các cái nội dung, thứ nhất là hỗ trợ em về kiến thức, phối hợp với các cái sở ngành liên quan cung cấp kiến thức cho chị em về chăn nuôi trồng trọt, những quản lý nguồn vốn. Cái thứ hai là tăng cường hỗ trợ chị em các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Cái thứ ba là phối hợp với các cái đơn vị liên quan để hỗ trợ chị em ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm nông sản và tìm kiếm khách hàng trên thị trường. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu dương 17 hội viên phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023. Hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp đã khuyến khích động viên nhiều phụ nữ vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội. Sau 2 năm triển khai đề án xóa nhà ở tạm dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành làm mới 226 nhà, sửa chữa 52 nhà cho các hộ nghèo. Không còn tình trạng hộ chính sách nghèo có khó khăn về nhà ở. Đó là những con số cho thấy sức lan tỏa của đề án, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Căn nhà mái bằng kiên cố rộng hơn 100m2 vừa hoàn thành mang lại cho vợ chồng chị Nguyệt, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa niềm vui, niềm hạnh phúc lớn. Ngôi nhà này thay thế cho nhà cũ đã xuống cấp được làm từ năm 1996. Ngay khi được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình chị đã nhanh chóng triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng được hơn một tháng nay. Nhờ có Đảng và Nhà nước là gia đình tôi và cũng như nhiều gia đình khác có cơ hội là làm lại mới để có những căn nhà mới tốt hơn ấy. Qua rà soát giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Chiêm Hóa có 539 hộ nghèo, có nhà ở tạm dột nát, cần được làm mới và sửa chữa. Trong đó làm mới 420 nhà và sửa chữa là 119 nhà. Sau 2 năm triển khai, đề án xóa nhà ở tạm dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành làm mới 150 nhà, sửa chữa 37 nhà. Trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc phân bổ cho huyện thực hiện làm mới và sửa chữa 168 nhà, trong đó làm mới 138 nhà, sửa chữa 30 nhà. Đến nay đã có 76 nhà hoàn thành và 15 nhà đang sửa chữa. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở thường xuyên kiểm tra, nắm tiến độ thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giúp đỡ.
huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành làm nhà ở, đảm bảo chất lượng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của đề án, các hộ nghèo có nhà tạm dột nát đã chủ động vươn lên, làm mới và sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Năm 2023 thì xã về đích nông thôn mới, nên là một trong những tiêu chí để xã đạt được nông thôn mới thì là tiêu chí nhà ở dân cư. Nên là ngay từ đầu năm thì xã cũng đã xác định là tổ chức thực hiện cái tiêu chí nhà ở dân cư với cái giải pháp được đặt ra đầu tiên ấy là phải rà soát các cái hộ mà cái không đạt về cái tiêu chí. Sau đó là cũng sẽ phân loại hộ nào là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khác để có cái giải pháp để hỗ trợ. Thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong vấn đề là vận động các hộ gia đình, đồng thời là cái vai trò của thôn bản trong cái công tác là hỗ trợ các hộ gia đình từ ngày công, từ vật liệu để quyết tâm giúp đỡ hộ gia đình là xóa cái nhà tạm dột nát. Từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Tin thế giới, Jordan đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sau vụ tấn công tên lửa vào một bệnh viện ở dải Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safezi cho biết, Jordan quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên ở thủ đô Amman vì Washington sẽ không thể đưa ra quyết định chấm dứt xung đột giữa Hamas và Israel. Động thái này được thực hiện sau khi Jordan tham vấn Mỹ, Palestine cũng như Ai Cập. Nhà Trắng sau đó xác nhận Tổng thống Biden sẽ hoãn chuyến công du tới Jordan, cũng như cuộc gặp đã lên kế hoạch với các nhà lãnh đạo Jordan, Palestine và Ai Cập. Tổng thống Biden sẽ chỉ tới Israel vào ngày 18 tháng 10. Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết nước này đang hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện với lý do để đảm bảo an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Hạ viện Nga, mặc dù Nga đã phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào năm 2000, nhưng cho tới nay, hiệp ước này vẫn chưa được phê chuẩn. Vì vậy, Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ công dân của mình và duy trì sự bình đẳng chiến lược toàn cầu. Giới chức Nga lưu ý dù hủy phê duyệt chuẩn nhưng nước này sẽ vẫn là một bên ký kết hiệp ước và sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân, Hệ thống Giám sát Toàn cầu và cũng không đồng nghĩa Nga chuẩn bị thử bom hạt nhân. Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đã được 187 quốc gia ký tham gia, cấm các vụ thử nổ hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự, áp dụng với mọi môi trường. Đường phố Lima, thủ đô của Peru sôi động hơn bao giờ hết khi những thí sinh bốn chân trong trang phục hóa trang rực rỡ đang chuẩn bị chào đón Halloween. Đây là cuộc thi hóa trang thường niên để chào đón một trong những lễ hội lớn nhất trong năm. Không kém gì chủ nhân, những chú cún cũng tỏ ra rất hứng thú với những khả năng của mình. Ban giám khảo đánh giá cuộc thi dựa trên trang phục về tính sáng tạo, độc đáo, sự biểu diễn của các thí sinh tại sự kiện. Các giải thưởng cao nhất năm nay được trao cho những bộ trang phục lấy cảm hứng từ Hollywood như trang phục The Addams Family và Willy Wonka trong Kelly and the Chocolate Factory. Cuộc thi cũng nhằm mục đích truyền tải thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết hiện nay trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như giá gạo thổi cơm, bắn tung tóe, bàn ăn dũng cảm, bé sách đỡ mẹ, vẽ gì khó. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những nội dung không có trong sách giáo khoa hiện hành đang được thực hiện tại các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đăng tải xuyên tạc. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.